Rồi, hiểu cho tất cả anh em. Trên tay của mình đây là một bộ hơi của xe OIS 110. Anh em nhìn ngon không? Đẹp không? K03 109. Hơi nhìn là rất là chất lượng anh em ạ. Nhưng mà cái quả này nó khác biệt những dòng hơi hãng với cả dòng hơi anh em chúng ta doa ấy. Cái dòng cái quả đây nó khi chúng ta để này, đấy nó rơi rất là nhẹ nhàng. Anh em nhìn đây. Anh em chúng ta để thả này. Đấy. Anh em thấy chưa? Nó rất là lỏng luôn khi chúng ta đưa vào trong đây, nó quả nó rất là lỏng. Đây là những dòng hơi của công ty Daichi đang sản xuất với cả những dòng hơi của Honda hãng thì nó hoàn toàn là nó gần như giống nhau. Quả hơi chúng ta thả này rất là nhẹ nhàng. Đấy. Quả hơi này Hiếu sẽ gửi cho chú trên Hà Nội. Chắc lốt chuyến cuối thì gửi cho chú luôn. Chú ok này. Hiếu nhắn này, alo chú ơi, hôm nay cháu gửi hơi cho chú rồi nha. Chú bảo ok này, tìm cho chú mấy quả. Đấy. Đây, anh em nhìn là chú này. Số 1 ngõ 2 đường Đống Đa, thôn Bầu Tây, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Đấy. Thì Hiếu cũng giới thiệu mấy tất cả anh em luôn, khi chúng ta ráp hơi ấy, nếu mà cái quả bít tông chúng ta để như này là sai nhá. Quả mà để như này là sai. Anh em chúng ta phải để cái quả này của chúng ta chữ in này này lên trên đỉnh. Đấy. Đấy anh em nha. Chữ in lên đỉnh nha. Chúng ta mà ráp lộn là nó sẽ kêu gõ. Đấy, cho nên anh em chúng ta phải để ý ở điểm đấy. Với cái thứ hai là cái quả của chúng ta khi chúng ta lắc như này này. Anh em chúng ta lắc vỗ từ trên mặt xuống dưới đáy này là nó không có điểm dơ, nhưng chúng ta vỗ ngang này nó sẽ có điểm dơ này. Đấy. Dòng hơi xịn, hơi hãng nào cũng thế. Cho anh em chúng ta đừng có bảo là lắp lên máy mà nó kêu không kêu đâu. Hơi này rất ngon và hơi này của chú là chú cũng đã dùng được 2 năm rồi. Chú chuyên lắp hơi này cho những dòng xe ba bánh mà chở hàng tạ thì anh em biết rồi đấy. Cho nên là chú đang chuyên dụng chở hàng, cho nên chú thích xe này. Cho nên là chú lại bảo Hiếu đặt cho chú quả hơi này về để chú chạy hàng. Rất là ok. Xăng măng thì vẫn còn nguyên túi thì Hiếu cũng không bóc nha. Hiếu để đây cho chú về chú tự đắp. Bộ hơi này thì nó bao gồm là nó có một lòng xi lanh này. Đây. Lòng xi lanh này. Cháy bít tông này. Xác măng này. Phớt gít này, đi theo chú ác này, khóa này, đấy, nói chung là đầy đủ hết. Thì sẽ để cho chú hết vào đây cho chú. Còn về chú dùng cái gì thì dùng, mà không dùng thì chú cất đi. Đấy. Ở trong đây nó còn có một bộ ấy nữa anh em này, bộ giòn. Đấy, đầy đủ hết ở trong này. Hiếu phải tháo ra, Hiếu quay video để Hiếu kiểm tra hàng hóa xong Hiếu mới gửi cho chú cho yên tâm. Tránh cái tình trạng nó bị ấy anh em ạ, tránh tình trạng nó bị rách mẻ cái túi không. Tránh cái tình trạng nó bị bóp méo. Phải kiểm tra trước anh em ạ. Kiểm tra trước cho chú yên tâm, nó mới vực cho chú. Đây, trong này nó có gioăng hết rồi anh em nhá. Ai gửi cho chú quả hơi. Hơi này là chú chạy quen rồi, chú hay đi xe ba bánh, chú chạy quen rồi, rất là ngon. Đây, hơi tiếp này anh em. Lại chuẩn bị gửi cho một anh ở Hải Dương. Anh em nào trên YouTube mà có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm ở bên Hiếu ấy, thì
thì đặt nhanh nhá, vì giáp Tết rồi sợ đặt bây giờ là còn còn không Tết cận kề là không nhận được đâu, cho nên anh em chúng ta đặt nhanh nhanh cho Hiếu một chút nhá. Đấy rồi, ok anh em. Anh em lúc nào có nhu cầu mà muốn mua hơi, mua sản phẩm cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để đặt hàng anh em nhé. Thì sản phẩm thì nó có rất là nhiều. Theo chụp ảnh quay lại. Đấy, bộ nào Hiếu cũng sẽ có một bộ bạc sắc măng này, một khóa này, một áp này, một cặp phốt vít này. Đấy, đi kèm. Đấy, nó phải nghiêng mạnh quá nó rách cái túi, không sao, chả ảnh hưởng gì đến chất lượng của nó cả anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, ngon là nghìn đào chưa ạ? Đấy, như vậy là ok anh em nhá. Thì bây giờ Hiếu sẽ đóng hàng và gửi đi cho khách hàng đây. Anh em của Hiếu ai có nhu cầu thì cứ mua hàng, mua sản phẩm cứ liên hệ cho Hiếu. Sắp Tết đến nơi rồi, anh em đặt hàng nhanh nhanh lên thì còn gửi nó còn kịp Tết. Chứ anh em mà lâu là sợ Tết cũng không nhận được hàng ấy. Rồi, ok anh em nhé. Hiếu vào, Hiếu đóng dấu cái. Chào anh em.